Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Nội Đa Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với dự án Subquery Ở dự án Subquery ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, Claim Retracted của con SBT uh, Một cái dự án mà chúng ta đã chia sẻ cái đây 3 tháng Mình thì chắc chắn là cũng được khá khá đấy uh, Nên mình cũng muốn chia sẻ cùng với anh em Chúng ta sẽ cùng nhau uh, xem lại với cái dự án này uh, Với dự án này thì lúc này đây đã cho người ta claim rồi nên Các bạn có thể xem uh, cái số dư ở đây thì nó sẽ có hai phần à, số token SQT các bạn sẽ bị khóa trong vòng 6 tháng không biết là nó, nó mở khóa thì để như nào ở đây thì chủ admin cũng đã có một cái bài mà hôm trước mà dự án có chia sẻ của chúng ta các bạn có thể đọc lại trên blog của dự án có nói về việc mở khóa đây ở đây thì nói về việc mở khóa thôi cái này thì dành cho những em đó là KYC và token sẽ được mở khóa không biết là 6 tháng thì nó mở tỷ lệ kiểu gì nữa nhưng mà chỉ biết là sẽ mở khóa tiến tính 6 tháng Đấy không biết là mở cái gì nhưng mà đợt này mở ít lắm cái cái đợt TGE này mở rất ít luôn nhá chỉ mở có cái của mình ở đây có 872 trăm thôi mà tổng số của mình là tám tám mình sẽ thử này máy tính mình thì chia cho nó hay nó mở từng ngày nếu mà từng ngày vậy thì cũng đúng nhỉ nhưng mà đây không phải là từng ngày rồi ở đây anh em thấy là tám trăm chín mươi chia cho 872 ở đây thì mới được có một phần trăm một phần trăm mà nếu mà mở thì nó không biết nó mở thế nào không biết là mở như thế nào có thể là tháng đầu tiên ở đây thì không biết là chiếm bao nhiêu phần trăm đây tám bảy hai tám bảy hai chia cho tám chín bốn tám năm hiện tại thì mới mở khóa mở khóa mũ, chưa được một phần trăm mình sẽ thử lưu lại trang là cái số dư nó thay đổi nhé cái thập phần nó thay đổi không hay nó mở khóa theo từng giây nhỉ Đấy. đây đúng rồi nó cứ mở liên tục anh em ạ nó sẽ mở cứ mở liên tục thời điểm hiện tại thì giá của tốc cần đây ở đây thì chắc chắn giờ này thì ông nào cũng bỏ ra xả rồi mình nghĩ nó thật với anh em nó không quan trọng vấn đề là có ấy hay không Nên mà mình thôi mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta cờ lên trước để mình lấy con chắc các thứ để có thể thông tin cho anh em nhé. Nó sẽ mở khóa liên tục anh em ạ, nó sẽ mở khóa liên tục từng giây từng phút. Đấy. Nếu mà anh em có ít thì nó sẽ thay đổi số dư không 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 nhiều đâu. Đấy. Thì uh, yêu cầu là hôm trước các bạn cần cây Hôm trước mình đã có nói với anh em ở trên uh, kênh Telegram channel rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần kết nối ví và người ta tiến hành claim lên token thôi. Mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em thao tác để chúng ta uh, để, để chúng ta tôi uh, token ra. Chúng ta sẽ ký ở trên ví của chúng ta, ấn vào xác nhận này ở đây thì mình hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em chúng ta sẽ swap ở trên một cái nền tảng khác ở đây thì nó mình sẽ ép cái co ép cái token vào trong ví luôn ép luôn ở đây có phần ép luôn này rồi ở đây thì anh em để ý thấy này SQT stake up to 7 chúng ta có thể stake SQT nhá chúng ta có thể vào đây chúng ta stake SQT ở đây nó có phần stake này anh em nào muốn stack thì các bạn có thể ném vào người ta stack ở đây nó có cái hướng dẫn để người ta stack nốt nổ cái thứ mình không 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 hình dung rượu đỏ, đỏ lắm Gibner surprise work con này thì chưa triển khai cái gì cả nhưng mà nếu mà anh em nào, nào muốn stack thì các bạn có thể ném vào người ta stack nhé thông tin cần thiết đây là cái phần claim này claim Rồi ở đây nó có hướng dẫn claim cho anh em Nhưng mà không hướng dẫn bán đúng không ạ Nhưng mà mình sẽ có cái phần để mình hướng dẫn cho anh em cách để người ta bán nó cũng dễ thôi Các bạn mở ra ở phần đây này Mở phần bí chúng ta ra Trong đây nó sẽ có cái token của chúng ta Đây ta mở cái con Nếu mở đúng nha, có nhầm con chắc của mấy thằng scam là rất là dở đấy Chúng ta nên trên đây Nên trên uh, chúng ta sẽ kết nối bí nhé Mình sẽ làm từ đầu cho anh em đi ở đây thì hôm nay mình sẽ đăng nhập ví đề ta mắc vào Okex luôn, Mình làm trên ví Okex cho anh em xem. đợt này, đợt này mình sẽ chuyển dần sang Okex một phần để anh em chúng ta có thể có một cái trong cái ví phụ để chúng ta làm. chúng ta sẽ dán cái phần địa chỉ ở đây chúng ta vào, có thể thêm vào ưu thích này. bạn nhớ chọn ở đây là các bạn chọn mạng bếp cho mình nhé. nhớ chọn ở đây là chọn gõ mạng bếp này. Đấy, thêm vào đây chúng ta sẽ giao dịch ở trên Okex nhé. đây này, SQT là dán lại con chắc này và đây được chưa chúng ta có thể bán ra best eth nhé best eth uh, wallet hoặc là các bạn có thể bán ra usdt được mà thường là bán ra best eth wallet sau đó thì bạn có thể nạp lên các sàn để ra bán nhé Đấy. thời điểm này với cái lượng này thì anh em thấy là giá con này cũng đã có điều chỉnh rồi giá con này thời điểm này cũng điều chỉnh và giá bây giờ đang là không phải không phải không hai ba chắc chắn ngày hôm nay sẽ là ngày xả nhiều nhất đấy thì nếu mà anh em mà chúng ta muốn giảm luôn cũng được thực ra thì anh chỉ giảm nửa giá thôi đây mình sẽ bán luôn cho anh em xem một lệnh nó dễ không giới hạn số lượng đấy, mình sẽ bán sang best eth thậm chí anh em có thể dùng cầu cầu nối ở bên này có cái phần cầu nối người ta cầu sang cả bên mạng bnb được này. Nhưng mà mình sẽ không làm cái dễ trước Chúng ta khoán đổi sang bếp ETH này Mình đang cần một cái lượng ETH mạng bếp ấy Sau khi chúng ta khoán đổi xong Thì các bạn có thể làm những các sàn thì Mình sẽ kiểm tra xem nào ở bên Ở bên OKS có không Nếu OKS có thì mình sẽ dẫn anh em làm luôn Lên trên OKS cho nó tiện Không có thì thôi Có anh em này Đấy, em có thể nạp là lên luôn sàn uh, Ok với eth mạng base nhé để chúng ta bán nhưng mà nghĩa là anh em không có nhiều token đâu thì mình hướng dẫn cho anh em để lúc nào các bạn có token đủ token thì chúng ta ấy thôi nhé có đủ token thì chúng ta bán và chúng ta thanh khoản thôi nhé ok vừa rồi thì admin đã cùng với anh em chúng ta à, tận hưởng uh, cái niềm vui uh, của uh, dự án sockare để chúng ta uh, claim token sqt cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo